Hello, hello, Dạm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng yêu đời và lạc quan trong cuộc sống nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho quý vị một cái lời tâm sự thầm kín. Một cái việc mà một người đàn bà vô cùng khao khát, đặc biệt là một những người đàn bà không có chồng, khao khát nhất khi ở trên giường là gì? Đàn ông đã biết chưa? Có thể là có nhiều người đàn ông đã biết rồi, nhưng cũng có một số người đàn ông chưa biết. Thế thì các anh chàng nào mà biết rồi thì cũng có thể xem clip này cho vui ha, thử xem cô em gái nói có đúng hay không. Còn những anh chàng nào chưa biết thì có thể lắng nghe clip này của em. Qua đó các anh có thể hiểu được cái tâm lý một người đàn bà không có chồng, họ muốn cái gì, làm cái gì ban đêm ở trên giường luôn. Chù choa. Đây là một cái lời tâm sự mà rất là khó nói, không phải chị em phụ nữ nào cũng dám mạnh dạn nói lên cái điều này. Nhưng em nghĩ rằng em là một người phụ nữ, em xin phép được nói về cái tâm sự của cá nhân em. Chứ em mà nói chung chung là thiên hạ bay vô chửi xối xả, nói ê nhỏ kia, nhỏ này, mày có mình mày thích vậy à, tụi tao đâu có thích đâu. Cho nên là em xin phép không dám nói tới mấy chị, mà em chỉ nói tới riêng em. Em là một người phụ nữ đã có một đời chồng ly dị rồi quý vị ơi, không có chồng, ở không. Cho nên là rảnh quá em nói lên những cái nỗi niềm khao khát ban đêm mà ở trên giường thì họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì nhất. Chắc chắn đây là sẽ là một cái video hết sức là thú vị và gây sự tò mò cho rất là nhiều các anh chàng của chúng ta hôm nay. Và vâng, thưa quý vị, thì em không làm mất thời gian của đại gia đình của mình nha, mình cùng vào chủ đề ngày hôm nay luôn. Bây giờ mình cùng đưa lên bàn cân mình so sánh ha. Cái niềm khao khát lớn nhất ở trên giường của một người đàn bà có chồng và một người đàn bà không có chồng, họ có cái gì giống nhau và khác nhau? Bây giờ trước tiên mình nói về những người đàn bà có chồng đi. Cái niềm khao khát của họ ở trên giường đó là gì? Đó là được người chồng lúc nào cũng chung thủy, được ông chồng yêu thương, chiều chuộng, chỉ thương mình và tất cả mọi thứ là anh chồng đều quan tâm, chăm sóc cho cô vợ từ A đến Z. Đó là cái niềm khao khát mơ ước lớn nhất của người phụ nữ. Đi làm, chồng đi làm mang tiền về cho mình. Nhưng đối với những người đàn bà mà không có chồng giống như em nói riêng và những người phụ nữ không có chồng khác nói chung, hay là những người đàn bà toàn thế giới vậy đi, thì ban đêm họ muốn cái gì và họ làm cái gì, khao khát cái điều gì nhất ở trên giường, thì chắc chắn rằng không ai có câu trả lời ngoài những người đàn bà giống như em là câu trả lời chính xác nhất luôn. Và chắc hẳn rằng rất là nhiều anh chàng rất là muốn biết, ủa đàn bà không có chồng ban đêm khao khát cái gì trên giường vậy? Các anh đón già, đón non, đón này, đón kia, nhưng cũng không chính xác bằng chính miệng của em là một người phụ nữ không có chồng nói ra cái điều này, thì các anh sẽ nghe nó hợp lý hơn, đúng không ạ? Những người đàn bà không có chồng ban đêm họ khao khát nhất đó là có được một người đàn ông bên cạnh. Một người phụ nữ mà giống như em á, nếu mà gật đầu cái cụp là đàn ông sắp hàng. Muốn có một người đàn ông bên cạnh dễ ợt cả, tình một đêm, ăn bánh giả tiền, thiếu gì. Nhưng đối với những người phụ nữ mà giống như em rồi, mấy bà già rồi, năm nay em cũng u 30 mấy rồi, rồi bây giờ á, mình muốn tình một đêm hay là ăn bánh giả tiền gì nó cũng không có cần thiết hết. Tất cả đối với em là vô nghĩa. Bởi vì cái điều mà em khao khát nhất ở trên giường vào lúc ban đêm đó là có được một người đàn ông ở bên cạnh. Một người đàn ông thật sự hiểu mình, một người đàn ông yêu mình bằng cả trái tim, một người đàn ông sống với mình đã có trách nhiệm, có cái tâm. Và một người đàn ông như thế tìm có khó không ạ? Vô cùng khó luôn. Một người đàn ông như thế đó, giống như mình mò kim đáy biển. Một người đàn ông đến với mình, đến rồi đi, giống như ông bướm vậy đó, đến rồi đi, thì vô số kể. Nhưng một người đàn ông tìm được một người bảo, một người chi kỷ cùng mình sống chết, tự như là có nhau, anh em sống chết có nhau đó, thì khó, khó vô cùng luôn. Hay còn gọi là những người đàn ông mà chung thủy rồi có trách nhiệm. Cho nên là cái điều mà em khao khát nhất ở trên giường vào ban đêm đó là có được một người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng còn một cái chuyện này nữa, quý vị ơi, đừng bỏ qua clip này, cái khúc cuối này mới ghê nè. Em là một người đàn bà không có chồng, cho nên em cam đoan những gì em nói đó là những cái sự thật. Và cá nhân em nghĩ cái gì, muốn gì, và em tin chắc rằng chị em phụ nữ khác cũng có suy nghĩ tự tựa như em, nhưng mà có điều họ không có dám nói ra.
Trước khi em nói cái vấn đề này ra đó là em đã dán mấy lớp kem chống nhục, thành thử ra em rất là mạnh dạn nói thẳng luôn. Ban đêm, một người đàn bà không có chồng khao khát nhất ở trên giường đó là gì? Đó là mình sẽ đi chợ buổi sáng. Đi chợ, quý vị tưởng em mua cái gì hả? Khao khát mua quần áo hay là son phấn hay là nữ trang? Không, không, không. Em khao khát cái gì? Để em nói quý vị, từ từ quý vị sẽ thấy em khao khát cái khúc cuối này nè, nó mới ghê nè. Cái khúc đầu là nhỏ, chuyện bình thường thôi. Mơ ước có chồng là bình thường, nhưng mới mơ ước mà cái khúc cuối này nè. Đó. Em đi vô chợ, em đi thẳng vô cái hàng rau củ quả luôn. Để làm chi vậy? Em xuống dưới đó em dồn, thì em thấy nó bán quá nhiều cà rốt, mà nó bán nhiều dưa leo nữa, nhiều cà tím nữa. Vậy thì em mua cái gì? Tại sao em nhìn những cái thứ đó để làm gì? Em nhìn để em chọn lựa. Em lựa những trái dưa leo khỏe mạnh, chắc, cứng. Những trái cà tím đen, bự, đem về nhà. Mục đích để làm cái gì? Để hồi em kể quý vị nghe, quý vị nổi da gà với em luôn. Trời đất ơi, chịu không nổi, con nhỏ này nó nhây dễ sợ luôn. Nó xàm gì đâu. Tự nhiên đàn bà có chồng vô chợ mua mấy cái đó làm chi? Người ta nghe xong mốt người ta không dám mua mấy cái đó về người ta ăn luôn không chừng. Quý vị ơi, quý vị phải nghe hết em nói hết cái câu chuyện này, quý vị mới thấy ghê. Ghê chỗ nào nha. Em móc, em mua, móc tiền ra em mua hết dưa leo, cà tím, một số lượng cũng khá nhiều. Em đem về, em cất sau bếp, cất tủ lạnh không đủ, tại mua nhiều quá, cất không vừa. Rồi cái buổi tối á, trước khi đi ngủ á, thì em thường có thói quen là phải xem phim. Mà em thì cái gu em là xem phim tình cảm Hàn Quốc, phim kinh dị, rồi em cũng sợ lắm, sợ ma dữ lắm, không coi. Có phim tình cảm Hàn Quốc, rồi buồn buồn á, gần buồn ngủ rồi, thì bắt đầu em đi xuống bếp, em lấy dưa leo lên. Quý vị biết em làm gì không? Trời đất ơi, quý vị nghe em nói đừng có chửi em nha, tội nghiệp em nha. Tại vì em là một cô bé nói thiệt, cô bé miền Tây, ăn sao nói vậy, không có ăn sống nói gió, nên em nói thật thà lắm. Có sao em nói vậy quý vị ơi. Em xuống sau em lấy dưa leo lên, cái bắt đầu á hả, em suy nghĩ bây giờ mình sẽ làm gì với trái dưa leo này ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì em mới xuống sau bếp nữa, em mới lấy dụng cụ lên. Dũng phải có dụng cụ đồ nghề rồi này nọ kia chứ. Chứ bây giờ cầm trái dưa leo không mà sao mà làm được cái gì. Em lấy xong lên, trong không gian vắng, bốn bức tường chỉ có mình em, không có ai hết trơn trời. Buồn, cô đơn, hiu quạnh, tủi thân. Em lấy trái dưa leo ra liền, em lấy dụng cụ ra. Nào là thớt nè, dao nè. Em để trái dưa leo lên tấm thớt, em cắt bụp 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 bụp. Nó thành những cái lát nhỏ tròn tròn vậy nè. Quý vị để làm gì không? Để em đắp da mạc. Rồi em dưa leo đó thì em lấy em ăn. Trời đó coi, nó mát. Tao nói đắp lên cái da mặt nó mát, dễ sợ mát luôn. Cái sở thích của em nó quái đản lắm. Mua dưa leo về mục đích của em chỉ là đắp da mặt, ăn cho nó có nhiều vitamin. Tại vì dưa leo nó mọng nước đó, nó ngọt, nó ngon, mát, bổ dưỡng. Tại sao mình không mua? Quý vị thấy em rảnh không? Quá rảnh luôn. Bảo đảm người ta đây là người ta sẽ chửi mình thối xả luôn. Nói nhỏ này cái chuyện xàm. Thì đó là những cái lời tâm sự của em và những cái khao khát nhất của một người đàn bà không có chồng ở trên giường. Rất là đơn giản, rất là bình thường. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.